Ôi ôi. Ôi thế chưa vào việc được với ông anh họ à? À đây rồi, đây xong xong tay bắt tay rồi. Bắt tay. Đấy, dòng cái cây vượt lá xong của cán bộ đó. Đấy, đất Nhật. Đất Nhật là loại hạt nhỏ đấy bác này. Đấy, loại hạt nhỏ, hạt nhỏ, hạt mịn này. Đấy. Bên kia à, Long Biên à? À không. Hôm nay có mấy cây? Khai mạc này. Hôm nay có 3 cây anh. Đây mang 3 cây à? Trên này này, cây kia. À. Cái này là bao nhiêu tiền đấy anh? 8.500. Đấy, 8.500. Nhìn cái dáng là yêu rồi đấy. Dáng yêu, giá yêu. Nổ số đẹp nè. 0979. 796. 881. 881. Đấy. 8.500. Bắt đầu vào việc nhé. Cái này cao đến đây chắc nó hơn 30 phân tí. Đấy, mặt trước đây là mới ok. Anh à, có thấy cái gì chưa anh? Chưa thấy gì anh. Đấy. Hơi vướng lắm rồi. Đấy. Anh biết là cây kia mà giá anh em là bao nhiêu đấy? Cái cây vừa hỏi đấy. Còn trăm à? Mẹ, không với được rồi. Hết cửa đấy. Căng nha. Đấy. Rừng xanh núi đỏ. Trực đây nhìn chỗ này các bác thích không? Đấy, dáng thích. Cái này tôi phải nuôi các bác, nuôi cho nó già, cho nó côn lại. Đấy, chủ nhân đây. Cây của anh Thắng. Bây giờ đến cây thứ hai của anh ấy. Đấy, nhìn xa cái phê đó, nhìn xa phê nhỉ. Cái này già. Cái này già hơn. Đấy. Cây này bao tiền đấy anh Thắng? Cây này bao tiền đấy? 8 triệu à? Cũng thế nhỉ. À kia 8.500 nhỉ. Đây à? À hai vợ chồng đi à? Ờ, hai vợ của anh Lập. Vợ của anh? Vợ của anh Lập. À đi à? Chứ. Này có cái món món gì? Này có món gì mà hai vợ chồng đi? Không. Anh mua ô tô. Anh chị thằng trẻ. Ủi làm ăn lớn quá nhỉ. Cảnh đẹp mịn già thế này nhỉ? Già. Vâng già. Ố, thấp xuống. Phải có cái để dưới ngọn nữa. À, bắn được cái quanh đây thì đẹp. Một cái ở đây thì đẹp rồi. Không có thì chỉ lấy cái này đặt đây hẹn. Lấy cái này, lấy cái này. Lại đây rồi. Con đây nó rẻ lắm, nó lấy máy rửa xe xịt. À, đang tính đưa sang Long Biên để mở quầy đây mà. Ok. Đấy, ông ngoài già hơn này. Đấy. Rồi, xong cây của anh Thắng. Nhiều hàng hát tự nhiên cái ai hát anh đúng không? Rồi chơi hẳn hàng to đấy mà nhiều để xe nhiều đây anh đúng không? Chúc mừng xe mới nhỉ. Cái này là 8 triệu này. Nổ số cái lại anh em ấy nhỉ? 034 034 722
722 9568 9568 đấy. Ui, 95 Lộc Phát đấy. Đấy, 9 triệu. Đấy không? Anh Lập nhá, bây giờ là làm ăn lớn rồi, có ô tô tải tiếp rồi. Đấy, bôi chân nuôi đây. Được thì bắt tay lần đầu đấy. Đây của anh vẫn của anh Lập đấy. Của anh Lập, anh em liên hệ số vừa nãy nhé. Ở đây đúng không? Từ 9 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây đến tận đây đâu. À. Cái gần là bao nhiêu tiền anh nhỉ? 6 triệu. Đấy. Con lông này 5 triệu. Đấy. Kể gọi là cắt thành lạng được. 5 triệu. 5 hay 6 nhỉ? 5 triệu. Đấy. Công việc đi. Trời ơi. Mua của anh 8 chuẩn chỉ 25 triệu. 8 đen gì? 8 đen gì? 8 thật chất đấy. Rồi. Trong khi đó là người ta giả 25 triệu chặt đéo không bán. Anh nào không ở thu. Còn ngoài đi mua thì để cửa ra xung quanh. Không bán. Rồi, có. Đầu đầu ghê nha. Đấy, quay của anh Lập. Mình kinh tế mạnh đấy, bốc phải tự tin không. Đấy, đây này là cây của anh Lập đây. Ông nào thích thì cứ alo liên hệ nhé. Quay mặt sau này. Kinh đấy nhỉ? Kinh đấy. Bác à? Vâng, tôi tên à? Tuyên thôi. Vâng. Bệt ghê nhỉ? Đất Nhật đấy. Đất Nhật, kinh của đại gia Tuyên đấy. À thế à? Sao lại cho ra đây? Chán bỏ. Để cái này nhiều đấy. Kỷ niệm à? Mua 800 rồi đấy. Anh để bao nhiêu? Đúng bao nhiêu bán rồi? Thế mày bảo anh bao nhiêu đấy? Thì đưa đồng 2. Đồng 2. Đồng. Em bán hộ bán được bao nhiêu vào giảm? Dạ. Đi quanh nào? Của dân quyền. À, tao quyền xe ôm đấy. Không. Quyền xe quyền quyền cán bộ to. Xe ôm. To. Em bút nào đâu? Chưa chắc em cầm bán. Bách viên kinh quá đấy. Nè. Đang đưa đồng 2 đây.
mà anh thích chơi đấy, anh vào đồng này đã, em bán hộ giá người nhà, giá người nhà lấy của nó đồng nào giờ lại các bạn đồng hai các bác. Đấy, đang làm lông các bác nhé. Ok, để tôi sang phục vụ các bác khác.